Khoảng 5.100 vụ đình công đã xảy ra trong 10 năm trở lại đây, theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó, 76% vụ đình công đều xảy ra tại các doanh nghiệp FDI và khối doanh nghiệp tư nhân. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ đình công chính là sự vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động, đã không thực hiện tốt những cái quyền lợi cho người lao động, ví dụ như về tiền lương, về tiền thưởng, về bữa ăn ca, rồi thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, và một số các cái điều kiện lao động khác. Nếu như mọi vấn đề đều giải quyết được thông qua đối thoại, thông qua thương lượng, thì sẽ không có đình công xảy ra, và đặc biệt là không có đình công tự phát. Thế cho nên thúc đẩy đối thoại thực chất, thương lượng tập thể thực chất chính là cách để xây dựng quan hệ lao động hài hòa và phòng ngừa đình công. Tháng 6 năm 2019, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc tham gia Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, đánh dấu một bước tiến trong việc đẩy mạnh thương lượng tập thể thực chất. Nội dung chính của Công ước là áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Việc gia nhập và triển khai thực hiện Công ước tạo ra cơ sở pháp lý để thiết lập các tiêu chuẩn trong quan hệ lao động. Việc phê chuẩn và áp dụng Công ước 98 sẽ đảm bảo sự phồn thịnh được chia sẻ và phát triển bền vững cho tương lai của Việt Nam. Về mặt bản chất, Công ước 98 yêu cầu 3 điểm. Một là đảm bảo quyền của người lao động khi họ tham gia hoạt động công đoàn. Hai là chống việc can thiệp thao túng của người sử dụng lao động vào các tổ chức công đoàn. Thứ ba, chính phủ và các đối tác xã hội, các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động cần thúc đẩy thương lượng tự nguyện thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Pháp luật Việt Nam đã có quy định cụ thể về thương lượng tập thể. Tại Điều 66 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Thương lượng tập thể có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các tranh chấp lao động, đình công và là căn cứ để tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể. Có thể nói là các cái bản thỏa ước lao động đã mang lại quyền lợi cho gần 6 triệu người lao động và chiếm 72,34% số lao động trong các doanh nghiệp mà đã thành lập công đoàn. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến thời điểm hết năm 2018, có gần 29.000 bản thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp, có 1 bản thỏa ước doanh nghiệp cấp ngành trung ương, 2 bản thỏa ước lao động cấp ngành địa phương và 6 bản thỏa ước nhóm doanh nghiệp. Thỏa ước nhóm doanh nghiệp là một trong những ví dụ điển hình về thương lượng tập thể có hiệu quả. Một trong những địa phương thực hiện tốt nội dung này, đó là tỉnh Quảng Ninh. Tôi làm việc ở cái công ty Âu Lạc này là được năm nay là năm thứ 15 rồi. Thì khi tham gia đến làm việc công ty và với cái bản tính của tôi là cũng thích cái hoạt động ngoại khóa, các cái hoạt động văn nghệ thể thao và những cái công việc xã hội. Thế nên là được anh em tín nhiệm và từ làm tổ trưởng công đoàn sau đó lên chủ tịch công đoàn bộ phận và lên đến phó chủ tịch công đoàn. Và hiện tại thì là chủ tịch công đoàn của công ty. Thì đấy là cái cũng là một cái duyên thôi, là mình cũng thích, bản tính của mình là người thích các hoạt động xã hội rồi. Thì qua đấy thì đồng thời được sự quý mến và tín nhiệm của anh em, thì mình cứ thấy là công việc làm cái gì được cho anh em thì mình cũng thấy vui, và anh em
cũng thấy quý mến mình thì cứ thế công việc cứ cuốn đi và mình cứ thấy cái say mê với phong trào thôi thì cứ làm hết sức mình. Trong khoảng thời gian làm việc là chủ tịch công đoàn thì cũng có không ít lần là cũng nghe được cái tâm tư nguyện vọng của anh em. Ở cảng Tuần Châu có 400 tàu trực thuộc công ty. Mỗi mùa mưa bão, anh em công nhân đều phải lo tránh trú bão. Anh Thái đều xuống làm cùng với anh em. Hôm nay là ảnh hưởng của cơn bão số 3, cho nên là anh em đang phải tập trung vào đây để tránh trú bão. Thì đang làm cái công tác là chằng buộc lại hết các cái đầu dây để kết nối các phao với nhau, chống sóng nó đánh về gió. Thì cái phần phao này là anh em phải chằng buộc lại hết vì nó nhẹ, nó dễ bay nên phải chằng buộc lại để trong khi chống gió nó bay lốc. Anh em phải chuẩn bị kỹ hết tất cả vì khi mình phải phòng thôi. Chứ đến lúc mà đã gió bão lên rồi thì khó giữ lắm. Nên là cái công tác chuẩn bị là phải hết sức cẩn thận. Nên là mình phải đi xuống tận nơi cùng với anh em để kiểm tra và kiểm tra hết tất cả các cái việc chuẩn bị cho việc phòng chống bão. Công việc hàng ngày của tôi là vận hành cái máy này để đảm bảo đưa khách sang qua phà từ Tuần Châu đi Gia Luận, Cát Bà. Bắt đầu từ khi có phà Âu Lạc này là đến nay là bước sang năm thứ 11 thì tôi là người có mặt đầu tiên phục vụ ở đây. Nói chung là ở vùng biển này thì một năm cũng có phải 4 năm, có năm đến 5-6 cơn bão. Nói chung là lãnh đạo công ty cũng rất là quan tâm đến anh em. Ví dụ như những ngày trực như này thì thường cũng có bồi dưỡng thêm cho anh em ăn đêm hoặc ăn tối. Nếu như mà phải vất vả thì là có hoặc là có những thành tích thì cũng lại có thưởng nóng. Buộc hết lại đi. Đây là cái chỗ cầu ấy mà cần phải cho cái ác ấy, cho cái ác vào nhá. Cần. Mưa bão cũng là lúc gia đình chị Hà chỉ có hai mẹ con phải chuẩn bị phương án phòng chống dột. Một ngày mưa bão, công đoàn công ty cổ phần quốc tế Hoàng Sa lại đến thăm hỏi và động viên gia đình chị Hà. Chỉ một căn nhà trọ nhỏ, nuôi con một mình, lại mang trên mình bệnh nặng. Chị Hà là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà công đoàn công ty cổ phần quốc tế Hoàng Sa luôn quan tâm. Mỗi lần mưa bão thì thật sự là tôi phải lấy rất là nhiều chậu ra để hứng ở trước cửa. Còn phần trước thì dụ lấy những túi bóng để phòng những khi mà nó bị sập xuống ấy. Còn bên trên nhà thì có thể là mình sẽ có những cái bạt phủ tạm thời. Gió bay thì tôi lại phải thay cái khác hoặc là sẽ báo qua chủ nhà. Bản thân thì tôi mắc bệnh hiểm nghèo và nhà thì chỉ có hai mẹ con. Nhưng mà cũng may mắn của tôi là được tôi làm ở công ty. Thời gian cũng 16 năm, trên công ty thì được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ rất là nhiệt tình và có sự động viên, giúp đỡ về kinh tế cũng như lời động viên và hỏi thăm của bên công đoàn công ty giúp đỡ tôi cũng là một cái nghị lực mà tôi đã vượt qua và cũng nhờ sự giúp đỡ của phía công đoàn. Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia có 1.500 lao động, trong đó lao động nữ chiếm hơn 70%. Vì thế, việc quan tâm chăm lo đời sống của chị em là một trong những ưu tiên của công đoàn công ty. Phòng vắt sữa được đặt ở vị trí căng tin, giúp ích cho nhiều chị em đang chăm con nhỏ. Tôi có hai cháu rồi ạ. Trước đây thì cháu thứ nhất thì ở công ty cũ thì không có cái phòng vắt sữa này nên tôi chưa được sử dụng. Đến cháu thứ hai thì tôi đã được sử dụng phòng vắt sữa nên là tôi cảm thấy là rất là yên tâm khi được nuôi con bằng sữa mẹ trong vòng 1 năm đầu. Một cabin vắt tí sữa để phục vụ cho chị em phụ nữ khi mà nuôi con nhỏ nhưng mà không có thời gian để về nhà. Trong cái lao động nữ của công ty Hoàng Gia thì cái phần những người mà trong độ tuổi trẻ chưa có xây dựng gia đình hoặc chuẩn bị xây dựng gia đình là tương đối lớn.
Thế từ đó nó cũng sẽ có rất là nảy sinh những cái khó khăn cho công ty trong cái vấn đề mà bố trí công việc, việc làm thay thế khi chị em trong giai đoạn mang thai, sinh nở. Thì chúng tôi cũng đã, công đoàn công ty cũng đã rất là cố gắng vận động, thuyết phục ban lãnh đạo công ty là tích cực quan tâm đến chị em lao động nữ, đặc biệt khi là trong vấn đề khi mà mang thai hoặc là khi sinh nở, gọi là nghỉ dưỡng thai đấy. Thì chúng tôi cũng đã có là cho được cho thương lượng để cho chị em là được nghỉ trước một tháng khi có được đến sinh nở vẫn được hưởng chế độ. Vấn đề gì? Cháu hôm nay là muốn gặp chú là có một vấn đề là ở chỗ bộ phận cháu ấy là có một bạn nhân viên là hiện giờ là bạn ấy mang thai là cũng đến tháng thứ 7 rồi, là cũng rơi vào những thời điểm là mình được hưởng cái chế độ thai sản là được 1 giờ nghỉ giờ sữa ấy. Thế nhưng mà bạn này thì nhà là hơi xa mà bạn ấy thì không ở trọ ở gần công ty, thì là cháu cũng muốn có cái đề xuất là chú có thể đề xuất với lại chủ quản bộ phận với lại các lãnh đạo công ty là dồn cái giờ nghỉ 1 tiếng đấy của 1 ca trên 1 ngày làm việc của bạn là sẽ thành 1 ngày nghỉ, tức là cứ đủ 8 buổi ngày, tức là bình thường là bạn vẫn sẽ đi làm đủ 8 tiếng rồi. Và cái giờ sữa mà bạn ấy được hưởng đấy thì sẽ dồn lại khi mà đủ 8 tiếng thì cho bạn ấy nghỉ 1 ngày để tạo điều kiện cho bạn ấy được thuận lợi trong cái công việc. Hiện tại bây giờ là muốn là cộng dồn một giờ nghỉ trong 1 ngày vào coi cứ đủ 8 tiếng thì trở thành 1 ngày thẻ đúng không? Bạn phải nghỉ luôn thẻ. Đây là một buổi thảo luận trao đổi giữa người lao động và công đoàn công ty Hoàng Gia để tạo điều kiện nghỉ ngơi cho lao động nữ đang mang thai. Phía chúng tôi thì là lãnh đạo thì là người Đài Loan, tổ chức công đoàn thường là những chính là người lao động và cũng là những người lãnh đạo của chúng tôi, nên là có những cái gì thắc mắc hoặc là những vấn đề gì cần trao đổi chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để các anh chị bên phía công đoàn sẽ giúp chúng tôi truyền đạt lại và giải thích những thắc mắc của chúng tôi. Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia là đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, đã có kinh nghiệm hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh 25 năm. Chủ doanh nghiệp là người Đài Loan và khoảng 60 cán bộ chuyên viên là người nước ngoài. Công đoàn cơ sở là người Việt Nam, đóng góp vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi lao động, cũng như là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. Kim chỉ nam của công đoàn chúng tôi hoạt động là để làm tốt được vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn. Là chúng tôi phải kiên quyết là phải xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì là nếu như không làm cho dưới chủ, có nghĩa là những người chủ sử dụng, người sử dụng lao động ở công ty này, là người nước ngoài, không làm cho người ta hiểu về phong tục tập quán cũng như cái tình cảm, thói quen của người Việt Nam, thì tất cả mọi hoạt động của công đoàn cũng sẽ rất là khó khăn, không tạo được sự đồng thuận và ủng hộ. Và đồng thời phải làm sao cho người ta tin tưởng rằng là tất cả những hoạt động của công đoàn, những hoạt động mà động viên, khuyến khích, thăm hỏi, phát động phong trào nọ, phát động phong trào kia của công đoàn công ty ấy, đều nhằm mục đích là tạo nên lợi nhuận một cách tốt nhất, tạo nên sự kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất cho chủ doanh nghiệp. Có như thế người ta mới thấy rằng là quyền lợi, cái lợi ích của người ta là không hề bị vi phạm, và tất cả những việc làm công đoàn đều giúp ích cho người ta là gắn chặt người lao động cùng với người chủ sử dụng lao động của công ty, có nghĩa là người lao động ấy sẽ nhiệt tình, tâm huyết vì sự phát triển công ty. Thì chúng tôi là rất chú trọng vấn đề là ổn định tinh thần, tư tưởng cho người lao động, luôn luôn là có những cái hoạt động chăm lo đến quyền đến đời sống vật chất tinh thần của lao động, như là tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong những ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 cho chị em phụ nữ, ngày thành lập công ty, hoặc là ngày trong tháng công nhân và ngày thành lập công đoàn Việt Nam là 28 tháng 7. Thì chúng tôi luôn luôn có những hoạt động của nó thể thao như là thi bóng đá, thi giao hữu bóng đá, kể cả bóng đá nữ. Công đoàn công ty Hoàng Gia là đội bóng đá nữ là gần như là đầu tiên trong bóng đá nữ của Liên đoàn Lao động thành phố Hạ Long. Và chúng tôi có giải giao hữu bóng đá với các và cả giao lưu văn nghệ với các cụm văn hóa thể thao Tuần Châu hoặc cụm văn hóa thể thao trung tâm thành phố Hạ Long. Và đặc biệt là trong công ty thì luôn luôn có những hoạt động như thi cắm hoa, thi kéo tay, làm buồng, trang trí hoa, trang trí phòng khách, ví dụ như vậy. Là rất nhiều cái hoạt động để làm cho chị em công ty Hoàng Gia cũng như toàn thể người lao động là gắn bó với nhau và cùng vì sự phát triển công ty.
Cũng thông qua quá trình đối thoại và thương lượng mà công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc đã triển khai nhiều chính sách có lợi hơn cho người lao động so với quy định của luật. Chúng tôi phối hợp với chuyên môn để đàm phán được cái thỏa ước lao động. Khi có cái thỏa ước lao động tập thể thì cứ căn cứ vào cái đó chúng ta sẽ thực hiện và bảo vệ được người lao động. Chúng tôi cũng từ người lao động mà lên, cho nên hơn ai hết là chúng tôi hiểu được cái vấn đề đó. Vì thế cho nên là chúng tôi cố gắng bảo đảm những điều kiện gì tốt nhất cho người lao động. Chẳng hạn như tiền lương thì theo quy định và thỏa kể cả trong bản thỏa ước là những người chưa được đào tạo ngành nghề thì như vậy là khi mà yêu cầu các cái doanh nghiệp dịch vụ du lịch là cố gắng là cho lương cao hơn khoảng tăng lên khoảng 3,5%. Nhưng thực tế chúng tôi đưa lên đến 7% rồi. Thế còn những người đã qua đào tạo thì như vậy chúng tôi là cao hơn cái mức vùng quy định bình thường là 7% đến tận 12%. Tùy theo năng lực, tùy theo cái bằng cấp của từng người và tùy theo cái điều kiện của từng công việc. Ví dụ như là những cái nghỉ ngày lễ, ngày Tết chẳng hạn, theo quy định của thỏa ước có 5 ngày thôi. Nhưng mà chúng tôi có cho từ 6 đến 9 ngày. Công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc và công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia là hai trong số 28 đơn vị tiên phong trong việc tham gia ký thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành du lịch dịch vụ tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh từ tháng 6 năm 2018. Từ cái thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành nghề này thì giúp cho từng doanh nghiệp người ta xây dựng cái nội quy lao động và là một cơ sở bước đầu rất là quan trọng để người ta ký kết hợp đồng lao động với lại người lao động đối với từng doanh nghiệp. Và còn một cái điều quan trọng nhất, đây là một cái cơ sở để giải quyết cái tranh chấp lao động. Nếu như tranh chấp lao động xảy ra thì nó có một cái lợi ích cho cả doanh nghiệp và cho cả người lao động. Là như vậy chúng ta tạo thành một khối để tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau và cùng hướng về một cái nhiệm vụ, một cái mục đích, đó là xây dựng ngành du lịch của tỉnh nhà và ngành xây dựng ngành du lịch Việt Nam. Đấy, thực thi được cái là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Các nội dung thỏa nhóm thì chúng tôi phải căn cứ vào các nội dung mà thỏa ước riêng biệt của từng đơn vị để cấu thành lên một cái nội dung dự thảo của thỏa ước nhóm. Đấy, và cuối cùng thì trải qua 8 tháng thương lượng và trải qua 3 cuộc thương lượng từ 40 đơn vị doanh nghiệp xuống còn 20 đơn vị là chấp thuận và đồng ý ký thỏa ước nhóm. Đấy. Và năm 2018 thì chúng tôi đã ký được 20 đơn vị và có quy định là 25 điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của luật. Và trải qua một năm thì cuối cùng cũng vận động thêm được 8 đơn vị nữa là tham gia cái thỏa ước nhóm này và bổ sung thêm 3 điều khoản có lợi nữa là 28 điều khoản có lợi so với quy định của luật. Trong 28 nội dung có lợi hơn cho người lao động so với luật như tiền lương, việc làm, tiền thưởng, các khoản đóng góp theo lương, các khoản trợ cấp, chế độ nâng lương chức hạn, chế độ ăn ca. Trong năm 2019, Liên đoàn Lao động Quảng Ninh còn ký thêm phụ lục thỏa ước lao động về vấn đề thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân viên chức và các khoản hỗ trợ khác. Ngoài việc xây dựng được nhiều điều khoản có lợi cho người lao động, thì thỏa ước lao động tập thể nhóm đã góp phần ổn định về mặt nhân sự ngành du lịch và dịch vụ. Số lượng các doanh nghiệp ấy tăng lên thì đồng nghĩa với việc tranh giành lao động. Có những cái rất nhiều cái động thái để làm sao thu hút, lôi kéo những người lao động lành nghề của doanh nghiệp khác về hoạt động cho doanh nghiệp mình. Việc tham gia các thỏa ước lao động nhóm này là một trong những cái điều mà tránh được cái tình trạng tranh giành nhân lực của nhau, của các đơn vị trong cùng ngành nghề với nhau. Người lao động cũng không bị trông núi nọ, đứng núi nọ trông núi kia, cũng không bị chuyển đổi. Đồng thời là giữ được chân những người lao động, đặc biệt là những người lao động có tay nghề cao. Thì qua cái thỏa ước chung này thì nó tạo ra một cái mặt bằng tương đối đồng đều và một cái quan hệ lao động không chỉ giữa người lao động với người sử dụng lao động mà quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau lại gắn bó thêm với nhau. Hiện tại vừa rồi chúng tôi phân tích thì chúng tôi đã đạt được 22,8% là các thỏa ước lao động tập thể trên địa bàn toàn tỉnh đạt được loại A. Thì có thể nói là đây con số rất tích cực. Và trên 40% là từ loại B trở lên. Bởi vì những cái con số này đi vào thực chất thì nó thiết thực đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Mô hình tại Quảng Ninh cũng đưa ra nhiều bài học về hoạt động công đoàn cơ sở.
Trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng công đoàn cơ sở thường bị thao túng, can thiệp hay phân biệt đối xử bởi giới chủ là người sử dụng lao động. Do họ hưởng lương từ giới chủ nên khó có thể đảm trách vai trò đại diện cho người lao động. Nhiều chủ tịch công đoàn cũng phản ánh là họ bị o ép, rồi vì là nhận lương của giới chủ cho của người sử dụng lao động, cho nên là nếu đấu tranh thì gọi là tránh đâu. Thế nhưng mà mình phải xác định khi mà cái việc thuận lợi hay khó khăn một phần cũng tại cái việc mình có tạo được cái quan hệ và tạo được cái niềm tin với người lao động hay không, người sử dụng lao động hay không. Vì khi mà mình tạo được niềm tin cho họ thì cái việc mà phối hợp với nhau là việc sẽ rất thuận lợi. Bởi vì cái truyền thống của công đoàn Việt Nam không phải là công đoàn đối đầu mà công đoàn kết nối. Là công đoàn cơ sở, mà đặc biệt là các công đoàn cơ sở trong các khối doanh nghiệp ngoài nhà nước thì thường là chịu sự chi phối của giới chủ và không có sự độc lập và khó có thể hoạt động được. Điều đấy là không sai. Chỉ có điều là để làm sao vẫn là ăn lương của ông chủ trả cho mình, nhưng làm cho họ hiểu rằng là tất cả mọi hoạt động của ban chấp hành công đoàn công ty đối với người lao động của công ty và đối với người chủ đều nhằm một mục đích là tạo cho sự gắn bó, sự đoàn kết, sự vững bền của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi xác định cái việc xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong nghiệp là điều kiện tiên quyết và gần như là phải làm được thì công đoàn mới phát huy được cái vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động công ty. Có nhiều tổ chức đại diện tham gia vào quá trình thương lượng tập thể chính là điểm mới trong Công ước 98 so với quy định hiện nay của pháp luật Việt Nam. Như vậy, người lao động có thể tự bầu và tham gia vào các tổ chức đại diện khác để thương lượng với giới chủ ngoài Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Điều này khiến cho quá trình thương lượng tập thể thực chất hơn và đạt được hiệu quả tốt hơn. Quyền thương lượng tập thể có thể nói là được thừa nhận và ghi nhận rất là sớm trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Thế và Bộ luật Lao động thì từ suốt năm 1994 đến nay thì đã có các quy định về thương lượng tập thể và thỏa ước lượng tập thể. Và qua các lần sửa đổi bổ sung thì càng ngày càng hoàn thiện hơn. Và về cơ bản các nội dung của pháp luật hiện hành về quyền thương lượng tập thể là tương đối tốt và phù hợp với các cái chuẩn mực quốc tế chung. Các cái tổ chức cho người lao động mà là những tổ chức đại diện thực sự do người lao động tự nguyện bầu ra thì có thể nói rằng là đó là những cái tổ chức mà sẽ thực hiện tốt được cái quyền đại diện cho người lao động. Và chúng tôi là những người thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam sẵn sàng đồng hành, phối hợp cùng với các cái tổ chức đại diện cho người lao động đó để thực hiện tốt hơn nữa cái quyền thương lượng, rồi cái quyền được đối thoại của người lao động. Việc thương lượng tập thể trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện là vấn đề mới ở Việt Nam, nhưng đây hoàn toàn không phải là vấn đề mới ở thế giới. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đi theo mô hình đa tổ chức đại diện trong quan hệ lao động. Thế và một trong những cái định hướng đã được đặt ra trong quá trình sửa đổi bổ sung bộ luật lần này, đó là dù trong doanh nghiệp có nhiều hơn một tổ chức đại diện, thế nhưng nguyên tắc chung là trong một doanh nghiệp vẫn chỉ có một thương lượng tập thể và một thỏa ước lao động tập thể được ký kết. Và thỏa ước được ký kết đó sẽ áp dụng cho toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp, không kể người lao động đó tham gia tổ chức đại diện nào. Tới đây, Bộ Luật Lao động sẽ sửa đổi để có những điều chỉnh nhằm thúc đẩy hỗ trợ cho các bên tiến hành thương lượng tập thể thực chất nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cũng như xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.